mấy năm rồi, còn hơn như thế. Tôi mới tham gia với tư cách là một người chơi trong một chương trình dài hơi kiểu thế này. Lo chứ, lo và hối hận sao tự nhiên. Bởi vì tôi phải nói thật sự là cùng lắm là một tập. Còn hầu hết tôi thì đứng với vai trò là người dẫn chương trình, là người chủ của cuộc chơi đấy. Còn đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia với vai trò là người chơi xuyên suốt từng đấy tập, từng đấy thời gian. Đôi khi với tôi nó cũng là một trạng thái hoàn toàn là không quen. Không quen. Nồi cơm điện cũng không biết đặt mỗi giờ. Không quen vì mọi thứ đều là lần đầu tiên của ba Trung mà. Bóc vào nhỉ? Từ từ phải nghĩ. Lần đầu tiên ba Trung vào bếp nấu ăn cho hai con. Ba nấu ngon hơn hay mẹ nấu ngon hơn? Lần đầu tiên ba Trung cho các con ăn món mình nấu. Con ba Trung là quả như thế. Lần đầu tiên ba Trung tắm cho các con. Đừng có rơi nhá. Lần đầu tiên ba Trung và hai con đi đến các khu vui chơi. Trời ơi, con cá. Sau khi tham gia chương trình thì tôi nghĩ là biết thêm một chút những cái gì cơ bản nó cũng không làm cho chúng ta vất vả và mệt hơn. Bây giờ tôi biết cắm nồi cơm điện rồi. Bây giờ tôi biết trắng trứng rồi. Tôi biết sử dụng lò vi sóng rồi. Tôi biết luộc rau rồi. Và sắp sửa tôi còn biết làm chuẩn bị làm biết mì ý nữa rồi. Thế thì rõ ràng là tôi đã có được những cái nền tảng cơ bản khi vợ vắng nhà rồi. Viettel Media sản xuất và phát hành.